chào, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và đang giới thiệu bác một mẫu xe địa hình mountain bike dòng địa hình carbon Pion. Bên em mới về với cái tông màu rất là nổi bật, cái tông màu đỏ trắng. Rất nhiều các bác hỏi em về những dòng xe địa hình carbon thì cũng rất lâu rồi em mới về được một chiếc dòng địa hình carbon Pion với tông màu đỏ trắng. Và bây giờ xin mời các bác cùng mời chiếc xe. Vâng, thì xin cùng mình với bác, đây là cái mẫu dòng địa hình mountain bike khung carbon Pion với cái tông màu chủ đạo là tông màu đỏ điểm chỉ đắng trắng trên khung xe. Mẫu mountain bike địa hình, mẫu dòng xe Pion này cũng khá là phổ biến bên thị trường bên kia. Nó ra đời từ năm 1936 của hãng nhà sản xuất của xe. Khung carbon. Đấy, các bác nhìn thấy nghe tiếng kêu carbon bây giờ nó cũng giống. Đó là dòng tổng hợp nhựa composite siêu nhẹ. Tông màu đỏ. Thì trong quá trình sử dụng thì xe nó bị xước sát một tí chút thôi các nhá. Là những cái vết xước nhỏ trên khung xe đây. Nhưng mà xe đã qua sử dụng rồi là không thể tránh khỏi rồi. Nhất là những cái dòng xe địa hình. Tổng thể xe cũng rất là đẹp. Lớp sơn là sơn zin nguyên theo xe. Hãng sản xuất của dòng xe Basico, của hãng sản xuất ở dòng Pion. Đây cũng là cái mẫu đầu tiên về bên cửa hàng ở bên em. Ghi đông cổ phốt chính hãng của Pion với cái tông màu trắng. Design của Pion dòng mountain bike nguyên bản theo xe. Ghi đông cổ phốt là zin nữa nhá, nó trông tông màu trắng hơi bị xước một chút ở đây. Tay lắm cao su đúc nguyên bản theo xe. Xe được trang bị với 9 tầng lip Shimano Acera. Cụm phanh trước được sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực của Shimano. Bên phải em được sử dụng với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano Acera. Cụm phanh sau sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực của Shimano. Giảm sóc dầu chính hãng của Pion nguyên bản theo xe luôn. Giảm sóc dầu, tất cả các linh phụ kiện của xe Pion là zin hết nhé. Vành cũng của Pion luôn bác nhé. Vành Pion nguyên bản theo xe, vành nhôm. Sử dụng lốp Canda kích thước lốp 26 x 1,95. Các bác nào yêu thích cái tông màu nổi thì đây là cái tông sự lựa chọn cho các bác, tông màu đỏ trắng. Ngọc yên nhôm, yên velo, yên ngồi rất là êm, rất là thoáng, ở bên giữa có cái khe thoáng mát cho các bác ngồi. Gạt đĩa của Shimano Acera, đùi đĩa Pro Wheel, 3 tầng đĩa. Củ đề sau là củ đề Shimano Acera. Trang bị với 9 tầng lip Shimano. May ô trước sau, may ô chính hãng của Shimano. Vành Pion nguyên cặp. Kích thước lốp sau cũng thước lốp 1,26 x 1,95. Lốp sau sử dụng lốp mountain bike, lốp trên dòng địa hình CST. Và bây giờ xin mời chờ con đứng của khung xe. Vâng, chờ con đứng của khung xe là size 42. Khung ngang là 51. Theo các bác 1m6 đến 1m7 đi vừa. 1m7 đổ lại đó nhá. Và bây giờ xin vào lại chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với 9 tầng lip Shimano. Lên lip anh. Xuống lip. Bên phải em là 3 tầng đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa.
Vâng, sản phẩm rất trơn tru mượt mà, bánh ngoài rất là bon nó nhá. Mẫu dòng là địa hình carbon chrome với tông màu nổi bật, tông màu đỏ trắng. Vâng, vừa đánh giá tổng thể xong trước xe địa hình Mountain Bike Pion full carbon và xe giá tốt bên em là 7.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm liên hệ qua Zalo 0975 709 943. Còn lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh và hẹn gặp lại trên ngày mai.